Có mặt tại Việt Nam từ năm 2001, Indochina Pro là tập đoàn giáo dục uy tín tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Trung tâm Zigzag English ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh theo phương pháp tương tác tích cực và hiệu quả của học sinh mẫu giáo và tiểu học. Kế thừa kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng trẻ mẫu giáo và tiểu học theo phương pháp của Hoa Kỳ, tập đoàn đã ký hợp đồng với công ty Fast Track Kids International Hoa Kỳ để mua bản quyền chương trình Fast Track English và sử dụng giáo trình tiên tiến này tại trung tâm Zigzag English với mục tiêu dạy tiếng Anh chuẩn Hoa Kỳ cho trẻ em Việt Nam, giúp trẻ hứng thú với việc học tiếng Anh, học giỏi tiếng Anh nhưng lại không hề cảm thấy áp lực. Cái mục tiêu sau cùng của giáo dục vẫn là sự vui và hứng thú trong cái quá trình tiếp nhận tri thức. Và chúng tôi mong rằng mỗi đứa trẻ khi đến với trung tâm Zigzag English thì có thể có được một cái khoảng thời gian học tiếng Anh vui thích nhất, cũng như là các con học được những cái kỹ năng và phát triển được toàn diện các cái trí thông minh của mình qua các cái hoạt động học tập. Trung tâm Zigzag English không chỉ có đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, có tâm với nghề, được đào tạo chính quy, liên tục cập nhật chương trình học mới, mà còn có hệ thống phòng học được trang bị hiện đại với hệ thống máy quay, máy chiếu, bảng thông minh, hệ thống ánh sáng hợp lý, môi trường học sinh động. Tại Zigzag English, tiếng Anh thông minh không chỉ dừng lại với mục tiêu mở rộng vốn từ, tăng khả năng đàm thoại hay phát âm. Sự say mê, khả năng tìm tòi và niềm vui thích trong quá trình tiếp nhận tri thức mới chính là mục đích sâu cùng của giáo dục. Chính vì vậy, mọi hoạt động ở Zigzag English đều xoay quanh việc tạo điều kiện cho trẻ chủ động và tự tin học hỏi. Zigzag English không tạo ra áp lực hay áp dụng điểm số và những thứ hạng. Những giáo viên nhiệt huyết với kỹ năng sư phạm và tư duy giáo dục tiến bộ của chúng tôi rất coi trọng trí tuệ cảm xúc của học sinh và sẽ làm tất cả để khích lệ trẻ tìm tòi một cách tự do và hào hứng. Đó cũng chính là quá trình học tự nhiên và thú vị nhất. Trung tâm Zigzag English tin rằng những gì trẻ nhận được tại đây không chỉ là một ngoại ngữ mới mà còn là niềm vui và những trải nghiệm mới mẻ, tuyệt vời. Mỗi chương trình học tại trung tâm Zigzag English đều giúp trẻ học thêm nhiều kiến thức bổ ích khác bên cạnh việc học tiếng Anh. Một thời gian bé học ở đây cũng được khoảng 2 tháng rồi, thì tôi thấy là bé rất là hứng thú với môn tiếng Anh, giao tiếp cũng tự tin hơn. Nếu mà gặp người nước ngoài thì bé cũng sẵn sàng, bé ra bé chào hỏi và hỏi tên, hỏi tuổi. Mình rất là vui khi mà con đã nâng cao được cái khả năng ngôn ngữ tiếng Anh. Bằng sự nỗ lực cố gắng trong công tác đào tạo giáo dục, trung tâm Zigzag English tự hào nhận được sự tín nhiệm từ các bậc phụ huynh và các học viên đã và đang theo học tại đây. Zigzag English cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho trẻ nhỏ, tự hào giúp các con thành công và tỏa sáng.